đâu, chạy đi đâu. Đó. Mến chào các bạn và những anh em đam mê câu kéo đã đến với kênh câu cá Chuyên 91. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cảng Vũng Rô. Vì nói cảng Vũng Rô nha các bạn. Thì thời tiết đây cũng là cũng nắng nắng lên rồi, cũng nói chung là cũng đẹp rồi á. Đây mình thực hiện một chuyến câu. Mình câu rường nha các bạn. Rường thì mình câu bằng đầu tôm nè. Đó. Tôm. Kèm theo rốt cộng với cơm để mình giải nha các bạn. Dùng cá lại. Câu lưng lưng thì khoảng 3 sợi tay thôi nha các bạn. 4 mét thôi. 4 mét rưỡi nó lại thôi. Còn đây mình có câu lưng 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 luôn, câu cá ngâm. Đây, bây giờ mình câu được 3 con rồi nha các bạn. Thì cá giò cũng rất là nhiều nha các bạn. À đây cá hiếu, à cá hiếu, đây là cá hiếu nè. Đó. Còn 3 con rồi. Cá hiếu. Còn đó mình còn câu 2 cặp đấy nữa nha các bạn. Đó. Đấy, có cá lù cá đùi đang không? Cá hiếu vô bài cá hiếu anh em ơi. Cá hiếu, cá hiếu. À xuống là đáp. Bập bập hết liền. Chạy đi đâu. Đó. Có bài cá hiếu anh em ơi. Đó. Wow, quá đã. Ờ, như con tơ tơ. Đó, dài rút xuống là nó xuống là anh em. Đó, cứ dục rút xuống. Kéo đù, nó kéo như tên. Wow. Đây con thứ ba rồi nha anh em. Đó. Đây chạy đâu. Thấy nó bao dữ luôn, dục rút là thấy nó bao dữ luôn nha anh em. Tranh thủ, tranh thủ. Lâu lâu mới có cơ hội vậy chứ không, không có nhiều nha anh em, phải tranh thủ. Thả xuống là nó rút ép ép luôn. Đó, bây giờ mình cào được 3 con. Rung tay. Xuống thôi. Đóng. Thả xuống là đóng rồi anh em ơi. Ui, hết màu luôn trời ơi. Ui, rung quá. Còn cá hiếu anh em ơi, nó vô nó vô kìa. Đi một bầy luôn. Một bầy luôn. Ê. Tụt luôn.
Ui trời ơi, nó đéo quá. Ui thả xuống là đéo, thả xuống là đéo. Ê, chạy đồ má đực nó. Ô, cái làm gì ạ? Đây, câu lử đây. Mua lử đây nha anh em, câu lử số 8 này. Quát quát nãy giờ nó quát quát rồi luôn. Mình mua 88.000 5 cái, 50 cái mà nó nãy giờ nó bén cực kỳ bén mà sao cứ móc vô là tuột. Không hiểu. Cái hiếu cực kỳ mạnh nha anh em. Kéo như tên vậy. Tuột mét. Bây giờ nếu mà đừng tuột chắc mình bắt phải cái chục con rồi. Ồ, quá tiếc. Lưỡi cực kỳ bén nha các bạn. Mà tuột mét á. Khá tiếc. Má này chịu dính nó thiệt quá. Ý, nó tuột mét trời ơi. Đóng tuột mét này mà ư. Giấc quá. Cái đóng xài phải 3-4 con rồi á. Ui đi tuột rồi. Còn đây bữa nay sao tuột mét không. Rồi báo cáo chiến câu này nha anh em.
Đây, cá hiếu này. Ồ, đây vô được vài cá hiếu mà sai nhiều quá. Kiếm được 6-7 con không? Cái này ăn cực kỳ ngon rồi. Đó. Ngon hơn cái giò luôn á. Ồ, cái cá hiếu này thì câu phơi khối với bàn rồi nha anh em. Nó kéo nó liếc còn hơn cái giò nữa. Để én. Bao phơ. Nói chung là cũng được nấu canh đặc sạch. Cái hiếu con cũng nước không à. Con chắc được 2-3 lạng á. Đây. Đông đó nữa đi. Cái liệt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cái hiếu quá đã. Từ rối.